2050. Yeah, đã quá ba ơi, năm nay trừ con cho nghỉ Tết hẳn 2 tuần luôn nè. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Hả? Bà nói vậy làm sao? Thôi được rồi, ngồi xuống đây, bà sẽ kể cho con nghe về một kỳ nghỉ Tết huyền thoại nè. Dạ. Tết 2020. Thời gian thấm thoát thôi đưa, vẫn chưa hết dịch, vẫn chưa có buồn. Nghĩ nó chán, chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về trường học, ruột đau, ngõ sau. À đâu, ngáo ngáo như cậu mà cũng biết đấu tranh để sao cho bị tạ. Chứ sao, ở nhà rảnh không đấu tranh thì làm gì chứ. Mà không biết khi nào mới hết dịch để được đi học á. Tôi nhớ trường nhớ lớp quá các cậu ơi. Chứ không phải, cậu nhớ mấy món ăn vặt trước cổng trường hả Soka? Tớ làm gì dám ăn, tớ còn đang sợ béo đây nè. À đâu, nghe nhất đất thiệt chứ. Còn tớ trước Tết được mẹ mua cho cái xe đạp 1000 đô để đi học. Vậy mà nghỉ Tết lâu quá, nên giờ đóng bụi, hư xanh luôn rồi. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Hay, tiền bạc chỉ là phù du mà thôi. Như tớ nè, nhờ kỳ nghỉ này mà tớ đã tìm ra được mục đích sống của đời mình hơn. À, là gì? Ahem, sau khi ngủ quá nhiều thì tớ đã nhận ra đam mê của tớ không phải là ngủ nữa. Cái khao rực cháy cứ soi sụp từng ngày, đó là muốn được đi học trở lại. Lại đó, cậu ngủ nhiều quá nên bị ngáo luôn hả Nobita? Tao nghe mà tỏ thật á. Đúng ra giờ này tớ đang phải tổ chức một live show hoành tráng quy mô cấp trường rồi. Vậy mà đang yên đang lành tự nhiên có dịch à? Hả? Vậy có nghĩa là live show của cậu bị quỷ rồi hả Chen? Yeah, hơi con má ơi. Quá trời ơi, ý chú là sao? Tụi tao đổ xíu thôi mà làm gì cắt. Tụi tao buồn lắm luôn á. Ok, đang dịch bệnh sao mấy đứa không ở nhà núp dịch mà lại ra đây làm cái gì vậy hả? Tại tôi em nhớ trường quá, ở nhà không rành tao mới ra đây có thầy. Dạ đúng rồi, em nhớ thầy con đồ đánh trường hàng ngày luôn á thầy. Còn em thì nhớ cái bàn mà em ngủ mỗi ngày trên lớp, nhớ quá trời quá đất luôn á thầy. Trời, con em nói thiệt sao? Thiệt là ngọc độc quá đi bà. Đạo lý ra tháng sau chúng ta mới đi học lại. Nhưng thầy thấy các em xin học như vậy, nên thầy quyết định sẽ cho cả lớp mình học online ngay từ ngày mai. Nhưng mà em làm gì có điện thoại riêng hả thầy? Em cần phải mượn điện thoại để selfie đây nè. Đúng rồi đó thầy, nhà tụi em chỉ có điện thoại bàn thôi, sao mà học online được chứ. Việc đó thì có gì đâu. Nghe 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 sao ca. Tức mình mất, chúng ta trễ giờ học online với thầy rồi. Hả? Cái gì? Alo, alo, cả lớp nghe thầy nói rõ không? C3H8 cộng O2 cho ra. Con sao lớp 40 đứa mà chỉ có mỗi 2 view vậy nhỉ? Wow, vậy là đợt đó, do đại dịch nên ba được nghỉ Tết tới 2 tháng luôn sao? Đúng vậy, cũng nhờ đợt dịch đó nên mới có con bây giờ nè. Làm sao ba, con không hiểu. À, chuyện là... Nobita ơi, thầy mới thông báo nghỉ hết tháng 3 luôn rồi đó. Ủa, vậy hả? Có chuyện lớp rồi nên đâu có biết đâu. Hả? Cậu chuyện lớp đâu vậy? Thì là lớp vô á. Sao vậy mới nói, bị xứ à. Ba đúng là IQ vô cực, tán mẹ trong vòng một nít nhạc luôn. Chứ sao, lúc đó nhờ đại dịch nên ba mới tán được mẹ. Ba vui quá nên sau này sinh con, ba đặt tên con làm kỷ niệm luôn á. Tên con là Nokora, đọc ngược lại là Corona. Đúng vậy. Không biết đâu, bây giờ thì con đã hiểu tại